thi đấu luyện tập thể dục thể thao nha. Đồng thời dòng cảm xúc của nhà bên mình nó sót cả cách âm tuyệt vời. Khi bé vui chơi giải trí trên nền này thì âm thanh vang vọng từ trên nó không vang vọng xuống tầng dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả điều ấm áp và mùa đông mát mẻ vào nghề, bởi vì nó có khả năng cách nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài miền Bắc, hiện tại miền Bắc đang bị mùa nồm thì đi dưới đường gạch rất là lạnh lẽo và đôi khi là dễ bị trơn trượt và dễ bị té ngã đúng không? Các bạn có thể nhìn trên quầy quẹt của nhà bên mình đang có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút ánh nhìn, kích thích tiện giác và phát triển tri não của trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà mẹ sẽ mua ngay những bộ cảm xúc có sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều kìa sợ có nhiều, mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau, vì vậy mà gì có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Đến với livestream ngày hôm nay của nhà của mình sẽ có rất nhiều màu sắc, kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các anh chị và các bạn lựa chọn luôn nào. Ngày hôm nay nhà của mình sẽ lên cho bạn một combo 38 thảm xốp 30x30x1cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi, và nhà bên mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhấn ngay vào góc trái nhé cho mình để sở hữu ngay những bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình nha. Còn nếu như các bạn cần muốn lót cho diện tích nhà như thế nào, hãy comment cho mình diện tích chiều dài chiều rộng để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị luôn ạ. Trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại hỗ trợ giảm giá nhà bên em đã ghi rồi, các chị chỉ cần nhấn ngay vào chữ mua thôi là đã sở hữu ngay một bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này cho bé yêu của mình. Ngày nay thảm xốp lót sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thảm xốp lót sàn như thế này để về lót sàn, để đi co nhà cửa, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm linh và thêm lộng lẫy đúng không ạ? Thảm xốp lót sàn sẽ sử dụng thay chiếu, thay nệm khi ngủ. Thảm xốp lót sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga. Đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng thảm xốp như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm xốp lót sàn nó sẽ gồm cái miếng xốp nhỏ nó ghép lại với nhau thành một miếng xốp lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể làm ít thật là mua nhiều tấm xốp như thế này để ghép lại với nhau nha. Xốp này làm từ xốp Eva nguyên sinh, không mùi, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người xài, có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn, cách âm, cách nhiệt, tuyệt tốt cho tất cả các anh chị và các bạn luôn ạ. Vì vậy mà gì nó sẽ bảo vệ cho làn da non nước để không bị dị ứng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt tiếp của này của nó. Có phải các chị sử dụng dòng chiếu thì chiếu quá mỏng đúng không? Không thể bảo vệ được con yêu của bạn. Đệm thì nó quá dày đúng không? Các bạn không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt một tẹo nào hết ạ. Thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ có là gì? Bởi vì nó không thấm nước, vì vậy con bạn vẽ bậy, trẻ bậy, đoán thức uống rớt xuống, các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau chùi sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có độ đàn hồi. Độ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là gì? Không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài. Đúng mạng, nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu luyện tập thể dục thể thao nha. Đồng thời dòng thảm xốp của nhà bên mình nó sót cả cách âm tuyệt vời. Khi bé vui chơi giải trí trên nền này thì âm thanh vang vọng từ trên nó không vang vọng xuống tầng dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả điều ấm áp và mùa đông mát mẻ vào nghề, bởi vì nó có khả năng cách nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài miền Bắc, hiện tại miền Bắc đang bị mùa nồm thì đi dưới đường gạch rất là lạnh lẽo và đôi khi là dễ bị trơn trượt và dễ bị té ngã đúng không? Các bạn có thể nhìn trên quầy quẹt của nhà bên mình đang có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút ánh nhìn, kích thích tiện giác và phát triển tri não của trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà mẹ sẽ mua ngay những bộ thảm xốp có sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều kìa sợ có nhiều, mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau, vì vậy mà gì có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Đến với livestream ngày hôm nay của nhà bên mình sẽ có rất nhiều màu sắc, kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các anh chị và các bạn lựa chọn luôn nào. Ngày hôm nay nhà bên mình sẽ lên cho bạn một combo 38 thảm xốp 30x30x1cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi, và nhà bên mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhấn ngay vào góc trái nhé cho mình để sở hữu ngay những bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình nha. Còn nếu như các bạn cần muốn lót cho diện tích nhà như thế nào, hãy comment cho mình diện tích chiều dài chiều rộng để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị luôn ạ. Trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại hỗ trợ giảm giá nhà bên em đã ghi rồi, các chị chỉ cần nhấn ngay vào chữ mua thôi là đã.
Còn nếu như các bạn cần mình tư vấn gì nữa, hãy comment giúp nhà của mình để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị và các bạn được không ạ? Thẩm mỹ, thẩm lông, vân khéo, vân gỗ, dòng thẩm số, dòng thẩm chữ và dòng hình, nhà mình đang có đầy đủ dành cho tất cả các anh chị. Khi nhận được sản phẩm này của nhà mình, có gặp bất cứ vấn đề gì, các bạn cứ thông tin để shop nhà mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị và các bạn nha. Rồi trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại voucher giảm giá nhà của mình đã ghi vậy, chỉ cần nhấn ngay vào chỗ mua thôi. Còn nếu như các bạn cần mình tư vấn gì nữa, hãy comment giúp nhà của mình để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị và các bạn được mà. Rồi các bạn lưu ý cho nhà của mình là gì ạ? Ngoài những dòng thảm sốt lót sàn ra thì nhà mình sẽ dòng quay củi cầu trụ xích đuôi cho bé, thanh chắn cửa, thanh chắn giường và thanh chắn cầu thang, khung lều chống mũi cho bé nhà của mình đều có luôn nè. Khi nhận được sản phẩm này của nhà mình, có gặp bất cứ vấn đề gì, các bạn cứ thông tin để shop nhà mình hỗ trợ và tư vấn thêm cho tất cả các anh chị và các bạn nha. Rồi trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại voucher giảm giá nhà mình đã ghi, các bạn chỉ cần click ngay vào chỗ mua thôi. Còn nếu như các bạn cần mình tư vấn gì nữa, các bạn hãy comment giúp nhà mình để mình hỗ trợ và tư vấn thêm cho tất cả các anh chị và các bạn nè. Rồi các bạn lưu ý cho nhà bên mình là gì, đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình sẽ so sánh giữa dòng 1 và dòng 2 cm cho bạn xem nha. Dòng 1 cm là dòng dày vừa và dòng 2 cm là dòng dày dặn chắc chắn như thế này. Nếu như các bạn muốn có độ bền cao thì bạn nên sử dụng dòng 2 cm dùng cho nhà mình. Còn nếu lót sàn bình thường chỉ cần sử dụng dòng 1 cm thôi ạ. Ngày nay thảm sốt lót sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thảm sốt lót sàn như thế này để về lót sàn, để đi co nhà cửa, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm lung linh và thêm lộng lẫy đúng không ạ? Thảm sốt lót sàn sẽ sử dụng thay chiếu, thay nệm khi ngủ. Thảm sốt lót sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga. Đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng thảm sốt như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm sốt lót sàn nó sẽ gồm cái miếng xốp nhỏ nó ghép lại với nhau thành một miếng xốp lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể làm ít thật là mua nhiều tấm xốp như thế này để ghép lại với nhau nha. Xốp này làm từ xốp eva nguyên sinh, không mùi, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người xài, có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn, cách âm, cách nhiệt, gửi tốt cho tất cả các anh chị và các bạn luôn nè. Vì vậy mà gì, nó sẽ bảo vệ cho làn da non nước của bé, không bị dị ứng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt tiếp của này của nó. Có phải các chị sử dụng dòng chiếu thì chiếu quá mỏng đúng không, không thể bảo vệ được con yêu của bạn. Nệm thì nó quá dày đúng không, các bạn không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt một tẹo nào hết ạ. Thảm sốt lót sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ có là gì, bởi vì nó không thấm nước, vì vậy con bạn vẽ bậy kẻ bậy đồ ăn thức uống rớt xuống, các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau chùi sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có độ đàn hồi. Độ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là gì, không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài. Đúng mà, nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu, luyện tập thể dục thể thao nha. Đồng thời dòng thảm sốt của nhà bên mình nó sót cả cách âm tuyệt vời. Khi bé vui chơi giải trí trên nền này thì âm thanh vang vọng từ trên, nó không vang vọng xuống tầng dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả điều ấm áp vào mùa đông mát mẻ vào hè, bởi vì nó có khả năng cách nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài miền Bắc, hiện tại miền Bắc đang bị mùa nồm. Mùa nồm thì đi dưới nền gạch rất là lạnh lẽo và đôi khi là dễ bị trơn trượt và dễ bị té ngã đúng không? Các bạn có thể nhìn trên quầy quẹt của nhà bên mình. Nhà bên mình đã có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút ánh nhìn, kích thích tiện giác và phát triển trí não của trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà mẹ sẽ mua ngay những bộ thảm sốt lót sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều gì ạ? Sợ có nhiều, mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy mà gì, có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình, nhà của mình sẽ có rất nhiều màu sắc, kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các anh chị và các bạn lựa chọn luôn nào. Ngày hôm nay nhà của mình sẽ lên cho bạn một combo 38 thảm sốt 30x30x1cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi, và nhà của mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhấn ngay vào góc trái nhé cho mình để sở hữu ngay những bộ combo thảm sốt lót sàn như thế này của nhà bên mình nha. Còn nếu như các bạn cần muốn lót cho diện tích nhà như thế nào, hãy comment cho mình diện tích, chiều dài, chiều rộng để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị luôn ạ. Trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại voucher giảm giá nhà bên em đã ghi rồi, các chị chỉ cần nhấn ngay vào chữ mua thôi là đã sở hữu ngay một bộ combo thảm sốt lót sàn như thế này cho bé yêu của mình. Rồi đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình đây. Các bạn lưu ý cho nhà mình đang lên dòng sản phẩm 60x1cm như này, nó chỉ có giá là 17.000 một tấm thôi. Và nhà mình sẽ có hỗ trợ ship dành cho tất cả các anh chị và các bạn nha. Thẩm mỹ, thẩm lông, phân khéo, vân gỗ, dòng thẩm số, dòng thẩm chữ và dòng mình, nhà mình đang có đầy đủ dành cho tất cả các anh chị các bạn nè. Khi nhận được sản phẩm này của mình, có gặp bất cứ vấn đề gì, các bạn cứ comment giúp nhà mình để mình hỗ trợ và tư vấn thêm cho tất cả các anh chị và các bạn nha. Rồi thẩm mỹ, thẩm lông, phân khéo, vân gỗ, dòng thẩm số, dòng thẩm, nhà mình đều có đầy đủ dành tất cả các anh chị và các bạn.
Ngày nay thảm số đất sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thảm số đất sàn như thế này để về lót sàn, để đi co nhà cửa, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm linh và thêm lộng lẫy, đúng không ạ? Thảm số đất sàn sẽ sử dụng thay chiếu, thay nệm khi ngủ. Thảm số đất sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga, đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng thảm xốp như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm xốp đất sàn nó sẽ gồm cái miếng xốp nhỏ nó ghép lại với nhau thành một miếng xốp lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể là mục đích thật là mua nhiều tấm xốp như thế này để ghép lại với nhau nha. Xốp này làm từ xốp eva nguyên sinh, không mùi, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người xài, có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn, cách âm, cách nhiệt, thì tốt cho tất cả các anh chị và các bạn luôn ạ. Vì vậy mà gì, nó sẽ bảo vệ cho làn da non nớt, để không bị dị ứng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt tiếp của này của nó. Có phải các chị sử dụng dòng chiếu thì chiếu quá mỏng đúng không, không thể bảo vệ được con yêu của bạn. Nệm thì nó quá dày đúng không, các bạn không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt một tẹo nào hết ạ. Thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ có là gì, bởi vì nó không thấm nước, vì vậy con bạn vẽ bậy kẻ bậy, đoán thức uống rót xuống, các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau chùi sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có độ đàn hồi này, nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là gì, không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài, đúng mạng. Nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu, luyện tập thể dục thể thao nha. Đồng thời dòng thảm xốp của nhà bên mình nó có cả cách âm tuyệt vời. Khi bé vui chơi giải trí trên nền này thì âm thanh vang vọng từ trên, nó không vang vọng xuống tầng dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả điều ấm áp và mùa đông mát mẻ vào hè, bởi vì nó có khả năng cách nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài miền Bắc, hiện tại miền Bắc đang bị mùa nồm thì đi dưới đình gạch rất là lạnh lẽo và đôi khi là dễ bị trơn trượt và dễ bị té ngã, đúng không? Các bạn có thể nhìn trên quầy quẹt của nhà bên mình đang có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút ánh nhìn, kích thích thị giác và phát triển trí não của trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà mẹ sẽ mua ngay những bộ thảm xốp có sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều gì ạ? Có nhiều, mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy mà gì, có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình, đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình sẽ có rất nhiều màu sắc, kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các anh chị và các bạn lựa chọn luôn ạ. Ngày hôm nay nhà mình sẽ lên cho bạn một combo 38 thảm xốp 30x30x1cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi, và nhà bên mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhấn ngay vào góc trái nhé cho mình để sở hữu ngay những bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình nha. Còn nếu như các bạn cần muốn lót cho diện tích nhà như thế nào, hãy comment cho mình diện tích chiều dài chiều rộng để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả. Đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình đang lên dòng sản phẩm 60x60x1cm như thế này, chỉ có giá là bao nhiêu thôi ạ? Vâng, các chị không nghe nhầm dùng cho nhà mình đâu, chỉ cần bỏ ra với số tiền là 17.000 các bạn đã mang về một tấm thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình rồi. Ngoài dòng thảm xốp lót sàn ra thì nhà mình sẽ có dòng quay cuối cầu trượt xích đu cho bé, thanh cánh cửa, thanh cánh giường và thanh cánh cầu thang, khung lều chống mũi cho bé nhà bên mình đều có luôn ạ. Khi nhận được sản phẩm này của nhà mình, có gặp bất cứ vấn đề gì các bạn cứ thông tin để shop nhà mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị các bạn luôn nha. Rồi bây giờ các bạn lưu ý cho nhà bên mình, hiện tại mình đang lên cho các bạn xem là gì, đây là dòng sản phẩm 60x60x1x2cm nha. Nếu như các bạn muốn có độ bền cao thì bạn nên sử dụng dòng này dùng cho nhà bên mình, được không ạ? Thảm nỉ, thảm lông, phân khéo, phân gỗ, dòng thảm số, dòng thảm chữ và dòng thảm hình, nhà mình đang có đầy đủ gì cho tất cả các anh chị các bạn nè. Khi nhận được sản phẩm này của nhà mình, cứ gặp bất cứ vấn đề gì các bạn cứ thông tin để shop nhà mình hỗ trợ và tư vấn thêm cho tất cả các anh chị nha. Trăm năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại voucher giảm giá nhà bên mình đã ghim được, bạn chỉ cần ngay vào chỗ mua thôi. Còn nếu như các bạn cần mình tư vấn gì nữa, các bạn cứ comment để mình hỗ trợ và tư vấn thêm cho tất cả các anh chị và các bạn nữa mà. Ngày nay thảm xốp lót sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thảm xốp lót sàn như thế này để về lót sàn, để đi co nhà cửa, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm linh và thêm lộng lẫy, đúng không ạ? Thảm xốp lót sàn sẽ sử dụng thay chiếu, thay nệm khi ngủ. Thảm xốp lót sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga, đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng thảm xốp như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm xốp lót sàn nó sẽ gồm cái miếng xốp nhỏ nó ghép lại với nhau thành một miếng xốp lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể làm thật là mua nhiều tấm
sốt như thế này ghép lại với nhau nha. Sốt này làm từ sốt Eva nguyên sinh, không mùi, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người xài, có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn, cách âm, cách nhiệt, từ tốt cho tất cả các anh chị và các bạn luôn ạ. Vì vậy mà gì, nó sẽ bảo vệ cho làn da non nước, để không bị dị ứng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt tiếp của này của nó. Có phải các chị sử dụng dòng chiếu thì chiếu quá mỏng đúng không, không thể bảo vệ được con yêu của bạn, nệm thì nó quá dày đúng không, các bạn không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt một tẹo nào hết ạ. Thảm sốt lót sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ có là gì, bởi vì nó không thấm nước, vì vậy con bạn bể bậy trẻ bậy đoán thức uống rớt xuống, các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau chùi sâu qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có độ đàn hồi. Độ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là gì, không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài. Đúng mà, nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu luyện tập thể dục thể thao nha. Đồng thời dòng cảm xúc của nhà bên mình nó so cả cách âm tuyệt vời. Khi bé vui chơi giải trí trên nền này thì âm thanh vang vọng từ trên, nó không vang vọng xuống tầng dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả điều ấm áp và mùa đông mát mẻ vào hè, bởi vì nó có khả năng cách nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài miền Bắc, hiện tại miền Bắc đang bị mùa nồm, thì đi dưới nền gạch rất là lạnh lẽo và đôi khi là dễ bị trơn trượt và dễ bị té ngã đúng không? Các bạn có thể nhìn trên quầy quẹt của nhà bên mình, nhà bên mình đã có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút ảnh nhìn, kích thích thị giác và phát triển trí não của trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà mẹ sẽ mua ngay những bộ cảm xúc lót sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều gì ạ? Có nhiều, mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy mà gì, có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình, nhà của mình sẽ có rất nhiều màu sắc, kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các anh chị các bạn lựa chọn luôn ạ. Ngày hôm nay nhà của mình sẽ lên cho bạn một combo 30 tấm tảng sốt 30x30x1cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi. Và nhà bên mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhấn ngay vào góc trái nghe cho mình để sở hữu ngay những bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình nha. Còn nếu như các bạn cần muốn lót cho diện tích nhà như thế nào, hãy comment cho mình diện tích chiều dài chiều rộng để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị luôn ạ. Trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại hỗ trợ giảm giá nhà bên em đã ghi rồi, các chị chỉ cần nhấn ngay vào chữ mua thôi. Còn nếu như các bạn cần mình tư vấn gì nữa, hãy comment giúp nhà bên mình để mình hỗ trợ và tư vấn thêm cho tất cả các anh chị và các bạn luôn nha. Thẩm mỹ, thẩm lông, vân khéo, vân gỗ, dòng thẩm số, dòng thẩm chữ và dòng mình, nhà mình đang có đầy đủ dành cho tất cả các anh chị. Khi nhận được sản phẩm này của nhà mình, cứ gặp bất cứ vấn đề gì, các bạn cứ thông tin để shop nhà mình hỗ trợ và tư vấn thêm cho tất cả các anh chị và các bạn nữa mà. Rồi trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại voucher giảm giá nhà mình được ghi, các bạn chỉ cần nhấn ngay vào chữ mua thôi. Còn nếu như các bạn cần mình tư vấn gì nữa, các bạn cứ comment để mình hỗ trợ và tư vấn thêm cho tất cả các anh chị và các bạn nào. Ngoài những dòng thảm xốp lót sàn ra thì nhà mình sẽ có dòng quay cửa cầu rồi xuyết đôi cho bé, thanh chắn cửa, thanh chắn giường và thanh chắn cầu thang, khung lều chống mũi cho bé nhà bên mình đều có. Khi nhận được sản phẩm này của nhà mình, có gặp bất cứ vấn đề gì, các bạn cứ nhắn cho shop nhà bên mình được mà. Nhà mình sẽ có độ dày từ 1 đến 2cm dành cho tất cả các anh chị và các bạn nhé. Ngày nay thảm xốp lót sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thảm xốp lót sàn như thế này để về lót sàn, để đi coi nhà cửa, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm lung linh và thêm lộng lẫy đúng không ạ? Thảm xốp lót sàn sẽ sử dụng thay chiếu, thay nệm khi ngủ. Thảm xốp lót sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga. Đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng thảm xốp như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm xốp lót sàn nó sẽ gồm cái miếng xốp nhỏ, nó ghép lại với nhau thành một miếng xốp lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể làm được thật là mua nhiều tấm xốp như thế này để ghép lại với nhau nha. Xốp này làm từ xốp Eva nguyên sinh, không mùi, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người xài, có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn, cách âm, cách nhiệt, từ tốt cho tất cả các anh chị và các bạn luôn ạ. Vì vậy mà gì, nó sẽ bảo vệ cho làn da non nước, để không bị dị ứng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt tiếp của này của nó. Có phải các chị sử dụng dòng chiếu thì chiếu quá mỏng đúng không, không thể bảo vệ được con yêu của bạn, nệm thì nó quá dày đúng không, các bạn không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt một tẹo nào hết ạ. Thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ có là gì, bởi vì nó không thấm nước, vì vậy con bạn bể bậy trẻ bậy đoán thức uống rớt xuống, các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau chùi sâu qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có độ đàn hồi. Độ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là gì, không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài. Đúng mà, nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu luyện tập thể dục thể thao nha. Đồng thời dòng thảm xốp của nhà bên mình nó so cả cách âm tuyệt vời. Khi bé vui chơi giải trí trên nền này thì âm thanh vang vọng từ trên, nó không vang vọng xuống tầng dưới, và nó sẽ bảo
vệ cho tất cả đứa ấm áp vào mùa đông mát mẻ cầu nghề, bởi vì nó có khả năng cách nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài miền Bắc, hiện tại miền Bắc đang bị mùa nồm thì đi dưới gặt rất là lạnh lẽo và đôi khi là dễ bị trơn trượt và dễ bị té ngã, đúng không? Các bạn có thể nhìn trên cây quệ của nhà bên mình đã có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút ảnh nhìn, kích thích tiện giác và phát triển tri não của trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà mẹ sẽ mua ngay những bộ thảm sốt có sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều kìa sợ có nhiều, mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau, vì vậy mà vì có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình, đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Đến với livestream ngày hôm nay của nhà bên mình sẽ có rất nhiều màu sắc, kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các anh chị và các bạn lựa chọn luôn nào. Ngày hôm nay nhà bên mình sẽ lên cho bạn một combo 38 thảm sốt 30x30x1cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi, và nhà bên mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhấn ngay vào góc trái nhé cho mình để sở hữu ngay những bộ combo thảm sốt lót sàn như thế này của nhà bên mình nha. Còn nếu như các bạn cần muốn lót cho diện tích nhà như thế nào, hãy comment cho mình diện tích chiều dài chiều rộng để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị luôn ạ. Trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại bây giờ giảm giá nhà bên em đã ghi rồi, các chị chỉ cần nhấn ngay vào chữ mua thôi là đã sở hữu ngay một bộ combo thảm sốt lót sàn như thế này cho bé yêu của mình. Còn nếu như các bạn cần mình tư vấn gì nữa, các bạn cứ comment giúp nhà bên mình để mình hỗ trợ và tư vấn thêm cho tất cả các anh chị các bạn nữa mà. Thẩm mỹ, thẩm lông, vân khéo, vân gỗ, dòng thẩm số, dòng thẩm chữ và dòng hình, nhà mình đang có đầy đủ dành tất cả các anh chị. Khi nhận được sản phẩm này của nhà mình, có gặp bất cứ vấn đề gì, tiết mục sale hàng ế bắt đầu nha mấy tình yêu anh. Ngày hôm nay ngày thèm á. Ngày nay thảm sốt lót sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thảm sốt lót sàn như thế này để về lót sàn, để đi coi nhà cửa, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm lung linh và thêm lộng lẫy, đúng không ạ? Thảm sốt lót sàn sẽ sử dụng thay chiếu, thay nệm khi ngủ. Thảm sốt lót sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga. Đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng thảm sốt như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm sốt lót sàn nó sẽ gồm những cái miếng xốp nhỏ nó ghép lại với nhau thành một miếng xốp lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể làm thật là mua nhiều tấm xốp như thế này để ghép lại với nhau nha. Xốp này làm từ xốp Eva nguyên sinh, không mùi, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người xài, có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn, cách âm, cách nhiệt, cực tốt cho tất cả các anh chị và các bạn luôn ạ. Vì vậy mà gì nó sẽ bảo vệ cho làn da non nước, bé không bị dị ứng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt tiếp của này của nó. Có phải các chị sử dụng dòng chiếu thì chiếu quá mỏng đúng không, không bể bảo vệ được con yêu của bạn, nệm thì nó quá dày đúng không, các bạn không thể nào vệ sinh, vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt một tẹo nào hết ạ. Thảm sốt lót sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ có là gì, bởi vì nó không thấm nước, vì vậy con bạn vẽ bậy, trẻ bậy, đoán thức uống rót xuống, các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau chùi sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có độ đàn hồi. Độ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là gì, không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài. Đúng mạng, nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu, luyện tập thể dục thể thao nha. Đồng thời dòng thảm sốt của nhà bên mình nó sót cả âm cách âm tuyệt vời. Khi bé vui chơi giải trí trên nền này thì âm thanh vang vọng từ trên, nó không vang vọng xuống tầng dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả đứa ấm áp vào mùa đông mát mẻ phòng nghề, bởi vì nó có khả năng cách nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài miền Bắc, hiện tại miền Bắc đang bị mùa nồm thì đi dưới đình gạch rất là lạnh lẽo và đôi khi là dễ bị trơn trượt và dễ bị té ngã, đúng không? Các bạn có thể nhìn trên quầy quệ của nhà bên mình đã có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút ảnh nhìn, kích thích tiện giác và phát triển tri não của trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà mẹ sẽ mua ngay những bộ thảm sốt có sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều gì ạ? Sợ có nhiều, mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau, vì vậy mà gì có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình, đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Đến với livestream ngày hôm nay của nhà bên mình sẽ có rất nhiều màu sắc, kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các anh chị các bạn lựa chọn luôn nào. Ngày hôm nay nhà bên mình sẽ lên cho bạn một combo 38 thảm sốt 30x30x1cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi, và nhà bên mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhấn ngay vào góc trái nhé cho mình để sở hữu ngay những bộ combo thảm sốt lót sàn như thế này của nhà bên mình nha. Còn nếu như các bạn cần muốn lót cho diện tích nhà như thế nào, hãy comment cho mình diện tích chiều dài chiều rộng để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả.
Đối với livestream ngày hôm nay của nhà mình sẽ lên dòng sản phẩm 60-60 x 1cm như thế này, chỉ có giá là bao nhiêu thôi ạ? Vâng, các chị không nhầm dùng cho nhà mình đâu, chỉ cần bỏ ra với số tiền là 17.000 một tấm thôi là các bạn sẽ mang được dòng sản phẩm 60-60 như thế này của nhà mình. Còn nếu như các bạn cần mình tư vấn gì nữa, cứ comment giúp nhà mình để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị các bạn đó ạ. Thẩm mỹ, thẩm lông, phân khiếu, bên gỗ, dòng thẩm số, dòng thẩm chữ và dòng thẩm mình. Nhà mình đang có đầy đủ dành tất cả các anh chị. Khi nhận được sản phẩm nào của nhà mình có gặp bất cứ vấn đề gì, các bạn cứ thông tin để shop nhà mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị các bạn nha. Rồi trăm năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại voucher giảm giá nhà mình đương nhiên các bạn chỉ cần nhấn ngay vào chữ mua thôi ạ. Ngày nay thảm số đất sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thảm số đất sàn như thế này để về lót sàn, để đi co nhà cửa, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm linh và thêm lộng lẫy, đúng không ạ? Thảm số đất sàn sẽ sử dụng thay chiếu, thay nệm khi ngủ. Thảm số đất sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga. Đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng thảm số như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm số đất sàn nó sẽ gồm cái miếng xốp nhỏ nó ghép lại với nhau thành một miếng xốp lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể làm ít thật là mua nhiều tấm xốp như thế này thì ghép lại với nhau nha. Xốp này làm từ xốp eva nguyên sinh, không mùi, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người xài, có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn, cách âm, cách nhiệt, gửi tốt cho tất cả các anh chị và các bạn luôn nè. Vì vậy mà gì nó sẽ bảo vệ cho làn da non nước để không bị dị ứng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt tiếp của này của nó. Có phải các chị sử dụng dòng chiếu thì chiếu quá mỏng đúng không, không thể bảo vệ được con yêu của bạn, đệm thì nó quá dày đúng không, các bạn không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt một kiểu nào hết ạ. Thảm số lót sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ có là gì, bởi vì nó không thấm nước, vì vậy con bạn vẽ bậy, trẻ bậy, đoán thức uống rót xuống, các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau chùi sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có độ đàn hồi. Độ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là gì, không bị đau trong quá trình vui chơi, giải trí và khám phá thế giới bên ngoài, đúng mạng. Nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu, luyện tập thể dục thể thao nha. Đồng thời dòng thảm sốt của nhà bên mình nó sót cả âm, cách âm tuyệt vời. Khi bé vui chơi giải trí trên nền này thì âm thanh vang vọng từ trên, nó không vang vọng xuống tầng dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả điều ấm áp và mùa đông mát mẻ vào hè, bởi vì nó có khả năng cách nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài miền Bắc, hiện tại miền Bắc đang bị mùa nồm, mùa nồm thì bên dưới mình gặp rất là lạnh lẽo và đôi khi là dễ bị trơn trượt và dễ bị té ngã đúng không? Các bạn có thể nhìn trên quầy quẹt của nhà bên mình, nhà bên mình đã có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút ánh nhìn, kích thích thị giác và phát triển trí não của trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà mẹ sẽ mua ngay những bộ thảm sốt lót sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều gì ạ? Sợ có nhiều, mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy mà gì có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình, nhà bên mình sẽ có rất nhiều màu sắc, kích thước và độ dày khác nhau tất cả các anh chị và các bạn lựa chọn luôn nào. Ngày hôm nay nhà bên mình sẽ lên cho bạn một combo 30 tấm thảm sốt 30x30x1cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi. Và nhà bên mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhấn ngay vào góc trái nhé cho mình để sở hữu ngay những bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình nha. Còn nếu như các bạn cần muốn lót cho dịp Tết nhà như thế nào, hãy comment cho mình diện tích chiều dài, chiều rộng để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị luôn ạ. Trăm năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại voucher giảm giá nhà bên em đã ghi rồi, các chị chỉ cần nhấn ngay vào chữ mua thôi là đã sở hữu ngay một bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này cho bé yêu của mình. Còn nếu như các bạn cần mình tư vấn gì nữa, các bạn cứ comment giúp nhà với mình để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị và các bạn nha. Thẩm mỹ, thẩm lông, phân khiếu, gỗ, dòng thẩm số, dòng thẩm chữ và dòng thẩm hình, nhà mình đang có đầy đủ. Khi nhận được sản phẩm này của nhà mình có gặp bất cứ vấn đề gì, các bạn cứ thông tin để shop nhà mình hỗ trợ và tư vấn thêm cho tất cả các anh chị và các bạn đúng không ạ? Rồi đến với livestream ngày hôm nay, mình sẽ so sánh dòng 1 và dòng 2 cm cho bạn xem. Dòng 1 cm là dòng dày vừa, còn dòng 2 cm là dòng dày dặn chắc chắn như này. Nếu như các bạn muốn có độ bền cao thì bạn nên sử dụng dòng 2 cm dùng cho nhà mình. Còn lót sàn bình thường chỉ cần sử dụng dòng 1cm thôi nha. Hiện tại mình đang ghim dòng sản phẩm 60x60x1cm như thế này, chỉ có giá là bao nhiêu thôi ạ? Vâng, chỉ cần bỏ ra cho mình cái số tiền là 17.000 một tấm là bạn đã mang về một tấm thảm xốp lót sàn như này của nhà mình rồi. Nhà mình sẽ có dòng 1 và dòng 2cm. Ngoài dòng thảm xốp lót sàn ra thì nhà mình sẽ có dòng quay cuối cầu trượt xích đu cho bé, thanh chắn cửa, thanh chắn giường và thanh chắn cầu thang, khung lều chống mũi cho bé nhà bên mình đều có luôn ạ. Ví dụ như khi nhận được sản phẩm này của nhà mình có gặp bất cứ vấn đề gì, các bạn cứ thông tin shop nhà bên mình. Nếu như thích sản phẩm nào chỉ cần click ngay vào chữ mua thôi. Còn nếu như cần mình tư vấn gì nữa, các bạn cứ comment để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị các bạn đúng không ạ? Trăm năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại voucher giảm giá nhà mình đã ghi, các bạn chỉ cần click ngay vào chữ mua thôi ạ. Còn nếu như các bạn cần mình tư vấn gì nữa, hãy comment giúp nhà bên mình để mình hỗ trợ và tư vấn thêm.
ngày nay thảm số đất sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thảm số đất sàn như thế này để về lót sàn, để đi coi nhà cửa, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm lung linh và thêm lộng lẫy, đúng không ạ? Thảm số đất sàn sẽ sử dụng thay chiếu, thay nệm khi ngủ. Thảm số đất sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga. Đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng thảm xốp như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm xốp đất sàn nó sẽ gồm một cái miếng xốp nhỏ, nó ghép lại với nhau thành một miếng xốp lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể làm ít thật là mua nhiều tấm xốp như thế này để ghép lại với nhau nha. Xốp này làm từ xốp evan nguyên sinh, không mùi, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người xài, có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn, cách âm, cách nhiệt, để tốt cho tất cả các anh chị và các bạn luôn ạ. Vì vậy mà gì, nó sẽ bảo vệ cho làn da non nớt của bé, không bị dị ứng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt của này của nó. Có phải các chị sử dụng dòng chiếu thì chiếu quá mỏng đúng không, không thể bảo vệ được con yêu của bạn, nệm thì nó quá dày đúng không, các bạn không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nóng da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt một tẹo nào hết ạ. Thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ có là gì, bởi vì nó không thấm nước, vì vậy con bạn vẽ bậy, trẻ bậy, đoán thức uống rót xuống, các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau chùi sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có độ đàn hồi. Độ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là gì, không bị đau trong quá trình vui chơi, giải trí và khám phá thế giới bên ngoài. Đúng mà, nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu, luyện tập thể dục thể thao nha. Đồng thời dòng thảm sốt của nhà bên mình nó sẽ cả âm cách âm tuyệt vời. Khi bé vui chơi giải trí trên nền này thì âm thanh vang vọng từ trên, nó không vang vọng xuống tầng dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả những ấm áp và mùa đông mát mẻ vào hè, bởi vì nó có khả năng cách nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài miền Bắc, hiện tại miền Bắc đang bị mùa nồm, mùa nồm thì bên dưới mình gặp rất là lạnh lẽo và đôi khi là dễ bị trơn trượt và dễ bị té ngã đúng không? Các bạn có thể nhìn trên quầy quẹt của nhà bên mình, nhà bên mình đã có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút ánh nhìn, kích thích thị giác và phát triển tri não của trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà mẹ sẽ mua ngay những bộ thảm xốp có sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều gì ạ? Sợ có nhiều, mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy mà gì, có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình, nhà của mình sẽ có rất nhiều màu sắc, kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các anh chị và các bạn lựa chọn luôn nào. Ngày hôm nay nhà của mình sẽ lên cho bạn một combo 30 tấm thảm xốp 30x30x1cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi. Và nhà bên mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhấn ngay vào góc trái nhé cho mình để sở hữu ngay những bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này của nhà bên mình nha. Còn nếu như các bạn cần muốn lót cho diện tích nhà như thế nào, hãy comment cho mình diện tích, chiều dài, chiều rộng để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị luôn ạ. Trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hiện tại, hỗ trợ giảm giá nhà mình đã kim rồi, các bạn chỉ cần click ngay vào chọn mua thôi. Còn nếu như các bạn cần mình tư vấn gì nữa, hãy comment giúp nhà của mình để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị các bạn được không ạ? Thẩm mỹ, thẩm lông, vân khéo, vân gỗ, dòng thẩm số, dòng thẩm chữ và dòng thẩm mình, nhà mình đang có đầy đủ cho tất cả các anh chị. Bây giờ sản phẩm này của nhà mình có gặp bất cứ vấn đề gì, các bạn cứ thông tin để shop nhà mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị các bạn nha. Đến với livestream ngày hôm nay, nhà mình đang lên dòng sản phẩm 60x60x1cm như thế này, chỉ có giá làm nhọn 17.000 một tấm thôi. Và nhà mình sẽ có hỗ trợ ship cho tất cả các anh chị. Khi nhận được sản phẩm này của nhà mình, có bất cứ vấn đề gì, các bạn cứ thông tin để shop nhà mình hỗ trợ và tư vấn thêm cho tất cả các anh chị và các bạn được không ạ? Thẩm mỹ, thẩm lông, vân khéo, vân gỗ, dòng thẩm số, dòng thẩm chữ và dòng mình, nhà mình đang có đầy đủ cho tất cả các anh chị. Khi nhận được sản phẩm này của nhà mình, có gặp bất cứ vấn đề gì, các bạn cứ thông tin nha. Ngoài những dòng thảm xốp lót sàn ra thì nhà mình sau dòng quay của cầu trượt xích lô cho bé, thành cánh cửa, thành chắn giường và thành chắn cầu thang, khung lều chống mũi cho bé, nhà bên mình đều có luôn ạ. Ngày nay thảm xốp lót sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thảm xốp lót sàn như thế này để về lót sàn, để đi coi nhà cửa, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm lung linh và thêm lộng lẫy đúng không ạ? Thảm xốp lót sàn sẽ sử dụng thay chiếu, thay nệm khi ngủ. Thảm xốp lót sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga. Đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng thảm xốp như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm xốp lót sàn nó sẽ gồm một cái miếng xốp nhỏ, nó ghép lại với nhau thành một miếng xốp lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể làm ít thật là mua nhiều tấm xốp như thế này để ghép lại với nhau nha. Xốp này làm từ xốp evan nguyên sinh, không mùi, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người xài, có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn, cách âm, cách nhiệt, để tốt cho tất cả các anh chị và các bạn luôn ạ. Vì vậy mà gì, nó sẽ bảo vệ cho làn da non nớt của bé, không bị dị ứng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt của này của nó. Có phải các chị sử dụng dòng chiếu thì chiếu quá mỏng đúng không, không thể bảo vệ được con yêu của bạn, nệm thì nó quá dày đúng không, các bạn không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây
gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt một tẹo nào hết ạ. Thảm số lót sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ có là gì, bởi vì nó không thấm nước, vì vậy con bạn vẽ bậy kẻ bậy đồ ăn thức uống rớt xuống, các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau chùi sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có độ đàn hồi. Độ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là gì, không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài. Đúng mạng nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu luyện tập thể dục thể thao nha. Đồng thời dòng thảm sốt của nhà bên mình nó sót cả âm cách âm tuyệt vời. Khi bé vui chơi giải trí trên nền này thì âm thanh vang vọng từ trên, nó không vang vọng xuống tầng dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả điều ấm áp và mùa đông mát mẻ vào hè, bởi vì nó có khả năng cách nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài miền Bắc, hiện tại miền Bắc đang bị mùa nồm, mùa nồm thì đi dưới đình gạch rất là lạnh lẽo và đôi khi là dễ bị trơn trượt và dễ bị té ngã đúng không? Các bạn có thể nhìn trên quầy quẹt của nhà bên mình, nhà bên mình đã có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút ảnh nhìn, kích thích thị giác và phát triển trí não của trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà mẹ sẽ mua ngay những bộ thảm sốt có sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều gì ạ? Có nhiều, mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy mà gì, có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình, nhà của mình sẽ có rất nhiều màu sắc, kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các anh chị và các bạn lựa chọn luôn ạ. Ngày hôm nay nhà của mình sẽ lên cho bạn một combo 38 thảm sốt 30x30x1cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi. Và nhà của mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhấn ngay vào góc trái ngay cho mình để sở hữu ngay những bộ combo thảm xốp lót sàn như thế này của nhà mình. Còn nếu như các bạn cần mình tư vấn gì nữa hãy comment giúp nhà mình để mình hỗ trợ và tư vấn thêm cho tất cả các anh chị các bạn đúng không ạ? Thẩm mỹ, thẩm lông, phân khéo, phân gỗ, dòng thẩm số, dòng thẩm chữ và dòng thẩm hình nhà mình đang có đầy đủ dành cho tất cả các anh chị. Khi nhận được sản phẩm này của nhà mình, có gặp bất cứ vấn đề gì các bạn cứ thông tin về shop nhà mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị các bạn nha. Bây giờ mình sẽ so sánh giữa dòng 1 và dòng 2cm cho bạn xem ạ. Dòng 1cm là dòng dày vừa, còn dòng 2cm là dòng dày dặn chắc chắn như thế này. Nếu như các bạn muốn có độ bền cao thì nên sử dụng dòng 2cm dùng cho nhà mình luôn nha. Lót sàn để chống va đập và chống té ngã, lót sàn để cách âm, lót sàn cho những vận động viên thi đấu trong môi trường với cường độ cao, ví dụ như tập võ, taekwondo và taekwondo. Khu vui chơi giải trí thì lúc này các bạn bắt buộc phải sử dụng dòng 2cm dùng cho nhà bên mình đúng không ạ? Ngoài những dòng thảm tốt lót sàn ra thì nhà mình sẽ có dòng quay củi cầu trượt xích đu cho bé, thanh chắn cửa, thanh chắn giường và thanh chắn cầu thang. Cho bé nhà mình đều có luôn ạ. Khi nhận được sản phẩm này của nhà mình, gặp bất cứ vấn đề gì hãy thông tin để shop mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị và bạn nha. Rồi các bạn có thể nhìn thấy trên quầy kệ của nhà bên mình mà đây là bảng màu của dòng 2 và dòng 1cm, nói chung dòng 2 và dòng 1cm nhà mình đều có luôn. Nếu như các bạn mua về để lót sàn mà không biết với không gian diện tích của nhà mình cần phải mua bao nhiêu tấm, hãy comment giúp mình diện tích chiều dài chiều rộng để mình hỗ trợ và tư vấn thêm cho tất cả các anh chị và bạn nha. Trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại voucher giảm giá nhà mình được tìm, các bạn chỉ cần nhấn ngay vào chữ mua. Còn nếu như các bạn cần mình tư vấn gì nữa, các bạn có thể comment giúp nhà mình để mình hỗ trợ và tư vấn thêm cho tất cả các anh chị các bạn nữa mà. Trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Nhớ anh chị là đều có livestream ngày hôm nay của nhà mình, cần mình tư vấn gì nữa hãy comment giúp nhà mình cho tất cả các tình yêu ơi. Ngày nay thảm sốt lót sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thảm sốt lót sàn như thế này để về lót sàn, để decor nhà cửa, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm lung linh và thêm lộng lẫy đúng không ạ? Thảm sốt lót sàn sẽ sử dụng thay chiếu, thay nệm khi ngủ. Thảm sốt lót sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga. Đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng thảm sốt như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm sốt lót sàn nó sẽ gồm cái miếng xốp nhỏ nó ghép lại với nhau thành một miếng xốp lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể làm ít thật là mua nhiều tấm xốp như thế này để ghép lại với nhau nha. Xốp này làm từ xốp eva nguyên sinh, không mùi, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người xài, có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn, cách âm, cách nhiệt, rất tốt cho tất cả các anh chị và các bạn luôn ạ. Vì vậy mà gì, nó sẽ bảo vệ cho làn da non nớt để không bị dị ứng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt tiếp của này của nó. Có phải các chị sử dụng dòng chiếu thì chiếu quá mỏng đúng không, không thể bảo vệ được con yêu của bạn. Nệm thì nó quá dày đúng không, các bạn không thể nào vệ sinh, vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt một tẹo nào hết ạ. Thảm sốt lót sàn như thế này của nhà bên mình thì nó sẽ có là gì, bởi vì nó không thấm nước, vì vậy con bạn vẽ bậy kẻ bậy đồ ăn thức uống rớt xuống, các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau chùi sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có độ đàn hồi. Độ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là gì, không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài. Đúng mạng nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu luyện tập thể dục
thể thao nha. Đồng thời dòng cảm xúc của nhà bên mình nó có cả cách âm tuyệt vời. Khi bé vui chơi giải trí trên nền này thì âm thanh vang vọng từ trên, nó không vang vọng xuống tầng dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả điều ấm áp vào mùa đông mát mẻ phòng hè, bởi vì nó có khả năng cách nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài miền Bắc, hiện tại miền Bắc đang bị mùa nồm. Mùa nồm thì đi dưới đường gạch rất là lạnh lẽo và đôi khi là dễ bị trơn cửa và dễ bị té ngã, đúng không? Các bạn có thể nhìn trên quầy quẹt của nhà bên mình. Nhà bên mình đã có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút ảnh nhìn, kích thích thị giác và phát triển trí não của trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà mẹ sẽ mua ngay những bộ tảng sốt có sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều gì ạ? Có nhiều, mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy mà gì, có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình, đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Đến với live stream ngày hôm nay của nhà mình, nhà của mình sẽ có rất nhiều màu sắc kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các anh chị và các bạn lựa chọn luôn ạ. Ngày hôm nay nhà của mình sẽ lên cho bạn một combo 30 tấm tảng sốt 30x30x1cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi. Và nhà bên mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhấn ngay vào góc trái nhé cho mình để sở hữu ngay những bộ combo thảm xốp lót sàn. Còn nếu như bạn cần tư vấn gì nữa thì cứ comment để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị các bạn.